Cô xin chào các bạn. Hôm nay cô và các bạn cùng đến với hoạt động trải nghiệm lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo với chủ đề 3 Kính trọng thầy cô, thân thiện với bạn bè. Trước khi đến với các hoạt động, cô và các bạn cùng khởi động với một bài hát, đó là bài Lớp chúng ta đoàn kết. Và nội dung của tuần 12 này chính là chúng ta sẽ tham gia tổng kết tháng hành động Em là học sinh thân thiện. Bây giờ, cô và các bạn cùng đến với hoạt động đầu tiên, đó là hãy chia sẻ những việc đã làm được trong tháng hành động này. Các bạn hãy cùng suy nghĩ, nhớ lại và sau đó chia sẻ cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe nào. À, cô thấy rằng các bạn đã chia sẻ được rất là nhiều việc đã làm trong tháng hành động này, thể hiện mình là một học sinh thân thiện. Cô có lời khen các bạn. Và thông qua hoạt động này, cô cũng có một số lưu ý. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID đang diễn ra rất là phức tạp và chúng ta phải sống và học tập trong môi trường trực tuyến, thì để thể hiện mình là một học sinh thân thiện, các bạn cần lưu ý. Đối với thầy cô, các bạn phải luôn luôn vâng lời, luôn luôn lễ phép, nghiêm túc khi học tập, chăm chỉ và luôn luôn thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập mà thầy cô đã giao. Còn đối với bạn bè, chúng ta không nên đùa nghịch, chọc phá hay nói những lời không hay với bạn, mà chúng ta cần trò chuyện, trao đổi, chia sẻ các nội dung học tập thật nhẹ nhàng, thật lịch sự, thái độ thân thiện, cùng nhau hợp tác, cùng nhau cùng tiến bộ trong học tập. Cô và các bạn cùng sang hoạt động tiếp theo, đó là chúng ta sẽ thực hành tìm kiếm sự hỗ trợ khi hòa giải với bạn. Ở hoạt động này, các bạn sẽ thực hành xử lý tình huống tìm kiếm sự hỗ trợ khi có mâu thuẫn với bạn thông qua hai tình huống ở bức tranh 1 và bức tranh 2. Cô có gợi ý đối với tình huống của bức tranh 1 và bức tranh 2 như sau. Các bạn hãy quan sát chuyện gì đã xảy ra với các bạn trong tình huống. Nếu là bạn, em sẽ làm gì? Bây giờ, các bạn hãy cùng suy nghĩ và sau đó sẽ trả lời nhé. Tình huống của tranh 1 là gì nào? À, trong tranh 1 này là hai bạn nữ đang chơi nhảy dây cùng nhau. Sau đó, sợi dây đã bị đứt. Thế là hai bạn đã cãi nhau và đổ lỗi cho nhau. Vậy, khi mình là một người chứng kiến tình huống như vậy, bạn sẽ làm gì để giúp hai bạn nữ đó giảng hòa cùng nhau? À, bạn đã đưa ra được cách giải quyết xử lý tình huống của mình. Vậy, chúng ta sẽ giúp giải hòa để hai bạn đó không cãi nhau nữa. Nhưng nếu hai bạn vẫn cãi nhau, thì mình sẽ khuyên hai bạn cùng nhau đến gặp thầy cô để nhờ sự giúp đỡ. Điều gì đã xảy ra ở tình huống 2? À, đó là một bạn nữ đang đọc sách và bạn nữ kia đã giật sách của bạn và bỏ chạy. Bạn sẽ xử lý như thế nào khi chứng kiến tình huống này? À, bạn đã đưa ra cách xử lý của mình. Vậy chúng ta có thể nhắc nhở, trao đổi với bạn nữ đã giật sách của bạn để bạn đó thấy được hành động của mình là không đúng. Và nếu bạn đó không trả sách cho bạn, thì mình sẽ nhờ sự hỗ trợ, phân xử của thầy cô. Thực hành xử lý tình huống ở tranh 1 và tranh 2, chúng ta thấy rằng có những mâu thuẫn chúng ta không thể tự hòa giải với bạn được, thì chúng ta nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô để thầy cô giúp mình phân xử, hòa giải các mâu thuẫn với bạn cho phù hợp. Cô và các bạn
cùng đến với hoạt động tiếp theo, đó là trò chơi hái hoa dân chủ. Trên cây có rất là nhiều bông hoa, các bạn hãy hái những bông hoa đó và chia sẻ với bạn của mình những nội dung trong bông hoa. Bây giờ, chúng ta bắt đầu vào trò chơi nào. Chúng ta sẽ hái bông hoa đầu tiên là bông hoa số 1. Bông hoa số 1 yêu cầu các bạn giới thiệu về một người bạn hàng xóm em mới quen. Vậy các bạn hãy cùng chia sẻ với các bạn trong lớp về bạn hàng xóm của mình nào. Các bạn đã chia sẻ được người bạn hàng xóm mà mình mới quen. Vậy các bạn nên đối xử thân thiện và hòa đồng với bạn của mình. Chúng ta cùng đến với bông hoa số 2. Các bạn hãy chia sẻ những điều mình đã làm để thể hiện sự thân thiện với bạn bè. Các bạn hãy chia sẻ đi nào. Như vậy, để thể hiện sự thân thiện với bạn bè, các bạn cần phải đối xử hòa nhã, dịu dàng, vui vẻ và luôn luôn tôn trọng, thương yêu bạn. Bông hoa số 3 có gì nào? Các bạn hãy chia sẻ việc mình đã làm để thể hiện sự kính yêu thầy cô. Các bạn đã chia sẻ rất là nhiều điều. Như vậy, các bạn thấy rằng để thể hiện sự kính yêu thầy cô, chúng ta cần phải vâng lời thầy cô, lễ phép với thầy cô, luôn luôn chăm chỉ trong học tập, ngoan ngoãn và hoàn thành các bài tập, các nội dung học tập mà thầy cô đã giao. Chúng ta cùng hái bông hoa số 4. Nội dung của bông hoa số 4 là các bạn hãy chia sẻ điều mà mình đã làm để hòa giải mâu thuẫn với bạn. Các bạn hãy cùng chia sẻ đi nào. Như vậy, cô thấy rằng các bạn đã nêu được rất là nhiều điều, nhiều việc làm để mình hòa giải với bạn. Tuy nhiên, có những tình huống, những mâu thuẫn các bạn không thể tự giải quyết được với bạn thì chúng ta nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ từ thầy cô để giải quyết những mâu thuẫn cho phù hợp. Bông hoa số 5 có gì nào? Các bạn hãy hát một bài hát về thầy cô và bạn bè cho cô và các bạn trong lớp cùng nghe. Bạn đã hát được một bài hát về thầy cô và bạn bè. Cô có lời khen bạn. Và cô cũng xin giới thiệu với các bạn một số bài hát nữa với chủ đề này như là Mái trường mến yêu, Bụi phấn, Những điều thầy chưa kể, Cô giáo em, Bông hồng tặng cô và còn nhiều bài hát nữa. Các bạn hãy về, sưu tầm, nghe và tập hát để dâng tặng thầy cô của mình. Còn bông hoa cuối cùng, chúng ta cùng hái. Bông hoa số 6 đã thưởng cho cả lớp một tràng pháo tay thật to vì các bạn đã tham gia trò chơi thật tích cực và trả lời thật là sôi nổi. Qua trò chơi vừa rồi, em đã biết thêm được điều gì? Đúng rồi, chúng ta biết thêm được những điều mà chúng ta nên làm để thể hiện sự kính trọng thầy cô và thân thiện với bạn bè. Vậy em hãy chia sẻ cảm nhận của em sau khi chơi như thế nào với bạn của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đánh giá các hoạt động mà các bạn đã thực hiện trong tháng hành động Em là học sinh thân thiện. Ở đây các bạn sẽ tự đánh giá mình và các bạn khác sẽ đánh giá mình theo 4 tiêu chí 1, 2, 3, 4 bằng cách sẽ tô màu vào các ngôi sao ứng với các tiêu chí. Nếu mà hoàn thành tốt, các bạn sẽ tô 3 ngôi sao. Hoàn thành thì các bạn tô 2 ngôi sao và chưa hoàn thành, các bạn sẽ tô 1 ngôi sao nhé.
Trước khi kết thúc các nội dung tổng kết tháng hành động, em là học sinh thân thiện, cô xin tặng cho các bạn một bài hát về chủ đề thầy cô, mái trường và bạn bè. Mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Xinh xinh hàng hàng, ngồi bút viết theo tay nhịp nhàng. Nhiều hay ấy chúng em đều biết chính cô dạy em thế. Học phép tính biết canh nhân chia, chẳng đánh mong những bé em thơ. Nhiều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường mê điều. Học cách tính em quen dần dần, đọc kép chữ xinh xinh thành vần. Nhiều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế. Học những quyển sách quê thân thương, thành những thiếu nhi rất chăm ngoan. Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường mê điều. Nhìn thế giới quanh em hiền hòa, giọt nước mắt mưa rơi thêm nhà. Điều hay ấy chúng em đều biết chính cô dạy em thế. Đoàn kết tốt gắn bó kiêu sơn, từ tâm bé đã biết yêu thương. Điều hay ấy chính cô dạy em ở mái trường mê điều. Phần tổng kết tháng hành động, em là học sinh thân thiện, đến đây đã hết rồi. Và phần tổng kết này cũng đã kết thúc chủ đề kính trọng thầy cô, thân thiện với bạn bè. Vậy, sau chủ đề này, cô mong rằng các bạn hãy làm thêm nhiều điều để thể hiện sự kính trọng thầy cô và thể hiện mình là một học sinh thân thiện nhé. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tiết học sau.